Ngoài, xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà nhà dân chuyển đổi có nhờ bên Nhà Tốt bán. Một căn nhà 30 m². Với cái căn nhà này thì nằm ngay tại vị trí tổ 13, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, gần như là cạnh khu đô thị Đô Nghĩa, đường ngõ thực tế trước nhà ô tô vào tận cửa cách 20 m là ra trục chính đường ô tô đi lại. Với thiết kế của ngôi nhà là hướng Tây Nam. Với mặt tiền của ngôi nhà 4m21, mặt hậu cũng 4m21, vuông vắn, chiều dài 7m1. Thiết kế của ngôi nhà tương đối là hợp lý. Đây là đường ngõ thực tế trước nhà, nằm ở trong khu dân cư đông đúc, gần ngay với nhà văn hóa tổ 13 phường Yên Nghĩa mọi người ạ. Và với cái căn nhà này thì thiết kế công năng sử dụng 4 tầng, chuẩn chỉnh thiết kế và xây dựng năm 2021. Và chủ nhà có nhu cầu chuyển đổi nhờ bên Nhà Tốt bán. Với phần mặt tiền của ngôi nhà thiết kế hai lớp cửa cho quý vị, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm kính, bên trong là cửa kính cường lực quý vị ạ. Thiết kế hiện tại nói đang đứng ở phần tầng 1 của ngôi nhà, với tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh cho quý vị. Hiện tại em đang đứng ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Với căn nhà này thì hoàn thiện chỉnh chu đầy đủ, điện nước về ở được ngay. Chủ nhà ở một thời gian có lộc và chuyển đổi công tác lên trên phố nên nhờ bên Nhà Tốt bán. Phần tầng 1 đây, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, quạt trần, thiết kế hợp lý, mặt tiền rộng, hướng nhà là hướng Tây Nam. Quý vị nào đang hợp hướng Tây Nam mà tìm ngôi nhà ngay cạnh với gần như là khu đô thị Đô Nghĩa, gần với Đại học Phenica thì có thể tham khảo ngôi nhà này. Kích thước gạch lát nền, kích thước gạch 60-60. Căn nhà này thì còn tương đối là mới mọi người ạ. Đó, chủ nhà ở giữ gìn phần phòng khách của ngôi nhà kia và đây là phần phòng bếp. Với không gian phòng bếp thì tủ bếp thiết kế đầy đủ xung quanh ốp kính ốp bếp. Rồi là với phần bếp thì chủ nhà có để lại hút mùi cũng như bếp từ cho quý vị, chậu rửa, vòi rửa. Nói chung là căn nhà này theo đúng hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Tính từ vị trí ngôi nhà này cách với khu đô thị Đô Nghĩa khoảng tầm 500 m, và tính từ vị trí ngôi nhà này thì cũng gần với điểm xe buýt này, điểm gửi xe ô tô, bãi gửi xe ô tô ngày đêm này, cũng như là công năng chợ trường phường trạm, tiện ích đi lại đầy đủ, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, đi lại giao thông thuận tiện. Giá bán em sẽ để ở dưới phần bình luận cho quý vị. Ngoài phần phòng khách, phòng bếp ở dưới tầng 1 thì chủ nhà thiết kế một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh ở tầng 1 này đáp ứng công năng sử dụng đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Ngăn cách giữa cầu thang và cửa chính thì chủ nhà lắp cho quý vị một vách CNC. Rồi toàn bộ hệ thống mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá granite, tay vịn cầu thang thiết kế là gỗ. Như vậy Ngọc Ánh đã review cho quý vị đường hướng vị trí cụ thể của ngôi nhà. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà nhé. Với tầng 2 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Đây là toàn bộ phần phòng ngủ của ngôi nhà. Với phần phòng ngủ ở phần tầng 2 vuông vắn, chủ nhà để lại cho quý vị đây một tủ quần áo được thiết kế và đo đạc theo diện tích phòng. Rèm cửa lắp đặt sẵn, điều hòa còn lại. Đây, cửa sổ thiết kế hai lớp, bên ngoài là lớp nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là inox. Với phần tầng 2 đây, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, sàn gỗ. Phần phòng ngủ đây và phần phòng vệ sinh rất rộng. Phòng vệ sinh thì có đầy đủ thiết bị vệ sinh, rồi là bình nóng lạnh, bồn cầu, kệ góc, hệ thống sen cây tắm. Trong phòng vệ sinh này vuông vắn, rộng, quạt hút mùi cũng như là được chủ nhà ốp gạch lên trên tới tận trần rất là sạch sẽ. Này, chậu rửa, vòi rửa, hệ thống điện, hệ thống nước, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn. Quý vị chỉ việc xách vali về và ở với đúng hiện trạng của ngôi nhà. Nhà ở đây thì quý vị thực tế nhìn đây rất là mới luôn. Đó, gần như là mới, mới xây được có 3 năm cho nên là thiết kế của ngôi nhà vẫn rất là ok mọi người nha. Và mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế khác hơn một chút so với tầng 2 quý vị nha. Ở phía tầng 3 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế cho quý vị cũng gồm một phòng ngủ, tuy nhiên ở trên tầng 3 này thì thiết kế là lát gạch. Đồng thời trên tầng 3 này cũng có hệ thống rèm cửa và điều hòa. Rèm cửa này, điều hòa này, còn tương đối là mới. Giường này cũng thế, chủ nhà ít sử dụng mọi người ạ.
Nói chung đây là phần tầng 2, tầng 3, nhà có sao thì em quay review cho quý vị là như vậy, để quý vị có thể cân đong đo đếm xem là cái nhà này thiết kế như thế nào, có hợp lý hay không. Ở phần tầng 3 này thì chủ nhà không thiết kế trần thạch cao mà thiết kế trần thường cho quý vị. Nhà có như thế nào thì quay từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thì quý vị có thể tham khảo. Đây là phần phòng vệ sinh. Ở phần tầng 3 cũng đầy đủ công năng sử dụng cho quý vị. Đúng như ở tầng 2, thiết bị vệ sinh đầy đủ sử dụng theo từng tầng cho mọi người. Và mời quý vị theo Trần Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và ngoài năm của phần tầng 4 của ngôi nhà với công năng sử dụng ở tầng 4 thì thiết kế cho quý vị. Thứ nhất là ở trên tầng 4 một ô dính trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo trên tầng 4 thiết kế một phòng riêng. Phòng này quý vị làm phòng thờ nhé. Đây. Và một phòng riêng, phòng này thì có thể là thiết kế chủ nhà để phòng kho, phòng làm việc tùy mục đích công năng sử dụng. Nói chung là tương đối thôi, còn cái công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình, mục đích sử dụng của mỗi một hộ gia đình là khác nhau. Và đây là phần sân phơi. Với phần sân phơi rộng rãi, thoáng. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh nhà tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.